Anh Hiếu, anh thế nào đấy anh Hiếu? Không không không, ngon, ngon lắm, ngon lắm. Anh đi, tại anh nghẹn ngào cảm xúc quá. Ngon ngon ngon. Lần đầu tiên tao thấy thằng Hiếu nấu được một món ngon như này đấy. Ngon quá. Thế là để em ăn hết nha. Đấy, con cả nồi đấy, mà mày ăn hết đi, không thằng Hiếu nó ăn hết. Kiểu đấy à? Đây xem nào.